cơm điện tử Yapat. Xin chào anh chị ạ. Video mà cơm điện tử Yapat tiếp tục chia sẻ đến anh chị một dòng cơm điện tử chuyên để cân heo, và cụ thể hơn là cân heo gia đình. Và nếu như mà anh chị mà đang chăn nuôi cả gà, cả vịt, cả heo á, thì không phải cái cân này đâu nha, không phải video này. Anh chị sẽ quan tâm cái video phía trước á, là có chuyên cái dòng cân điện tử để cân gà vịt á, thì mình có thể dùng cái chính cái cân gà vịt để cân heo thì được. Còn nếu mà chỉ có heo thôi và heo gia đình thôi thì hãy xem tiếp video này, anh chị sẽ thấy cái cân này là hữu ích nè. Nói về cân heo thì chúng ta là chia ra là heo gia đình và heo trại. Heo gia đình là anh chị có heo nái rồi để ra rồi nuôi lớn lên rồi xuất bán, cho nên không có tập trung một lúc xuất nhiều ồ ạt, mà tháng nào ngày nào gần như cũng xuất vài lần chẳng hạn vậy. Thì và có thói quen, vẫn là thói quen cũ, là bỏ con heo vô lồng sắt rồi cùng khiêng lên cùng cân, như vậy gọi là heo gia đình. Còn nếu mà heo trại thì anh chị nuôi tập trung và xúc một lần, như vậy số lượng rất là lớn ha. Anh chị chỉ việc là mua một cái cân mà lùa vào lùa ra thì nó tiết kiệm thời gian hơn. Và riêng về cái dòng cân heo trại thì nó đã chia làm hai dòng nữa, đó là dòng cân cảm biến trên, nó sẽ bền hơn ha, và dòng cân cảm biến dưới thì nó sẽ rẻ hơn mà nó kém bền. Thì cái dòng heo cân điện tử heo để cân heo trại á, thì cân tự gia phát cũng đã có nhiều video clip up lên YouTube rồi. Thì bên dưới video clip này, ở trong phần mô tả đó, thì cân tự gia phát cũng đặt những cái đường link để anh chị nhấn vào đó, anh chị có thể tham khảo thêm những cái dòng cân heo mà cảm biến trên chuyên để cân những ở những cái trại lớn. Rồi còn bây giờ chúng ta sẽ quan tâm về cân điện tử cân heo gia đình thôi ha. Thì nói về cái cân để cân heo á, thì mọi người hay dùng tới cái hay nghĩ tới cái cân đồng hồ để cân heo, tại vì nó rẻ, giá nó rẻ, với lại nó phổ biến, nó thân thuộc nữa, cân cái gì cũng lấy cân đồng hồ ra cân thôi. Nhưng mà heo là động vật và nó không bao giờ đứng yên, nó lúc nào cũng cục cựa ha. Cho nên là khi mà đặt lên cái cân đồng hồ mà cân á, thì cái kim nó cứ nhảy và rất khó dừng lại để cân. Rồi có những lúc con heo nó cộng với lồng sắt nó vượt qua 150 kg, thế là cũng khó khăn. Hay là có lúc mà cân heo nái á, thì phải lấy hai cái cân đồng hồ ra rồi đặt cái lồng heo nái lên thì lúc đó mới cân được. Và nhưng mà có một điều, hai cái kim của cân đồng hồ lúc đó nó vẫn nhảy. Và lúc đó thì để đảm bảo cái sự chuẩn xác của trọng lượng con heo thì không có yếu tố nào để khẳng định rằng là cái kim nó đang nhảy như vậy mình ghi số đúng hết đó ha. Cho nên là cân điện tử nó mới ra đời, nó giải quyết vấn đề này. Có một số anh chị sẽ nghĩ rằng là nếu mà lấy cái cân điện tử mà để cân heo thì làm sao nó bền. Dạ đúng rồi, cân điện tử có rất nhiều loại. Nếu như mà anh chị lấy cái cân để cân lúa, cân thóc, cân gạo ra mà để cân heo á, thì chứ cần heo quẩy đuôi thì nó vẫn nhảy số. Nhưng nếu như mà anh chị lấy đúng cái cân điện tử chuyên cân heo mà để cân heo thì nó rất là bền. Vậy thì cái cân điện tử mà chuyên cân heo nó có những yếu tố nào? Thứ nhất á, là cái cân đó nó phải có tính năng chốt số. Chốt số, cái khái niệm này rất phổ biến ở cân điện tử giao phát anh chị ha. Anh chị mà xem nhiều cái video clip mà của cân điện tử giao phát về gà vịt heo thì lúc nào cũng nghe lặp đi lặp lại khái niệm chốt số. Tại vì gà vịt heo thì nó là động vật, cho nên là nó lúc nào nó cũng cục cựa, động đậy, tông lòng, nhún nhảy ha. Nhưng mà khi mà đặt cái lồng heo lên cái cân khoảng tầm khoảng 2 đến 3 giây, nó ổn định là số nó khóa lại, nó chốt lại. Cho dù con heo nó có tông lòng nó nhảy nữa thì con số nó vẫn đứng yên, để cho người mua người bán người ta ghi số với nhau chứ. Chứ nếu nhảy hoài như cân đồng hồ thì đâu cần phải mua cân điện tử, đúng không chị? Cho nên là cái cân điện tử này nó phải có tính năng chốt số thì mới cân heo tốt được. Tiêu chí thứ hai á, là cái cân điện tử này phải xịt rửa được. Vì mỗi lần cân xong thì heo nó thải phân ra, thải nước tiểu ra, và cái cân lúc nào cũng bẩn hết. Mà nếu như mà có những cái cân điện tử mà không xịt rửa thì không có cân heo được đâu. Và cân điện tử Gia Phát đã có một dòng cân có khả năng xịt rửa được, có nghĩa là anh chị thấy đó, trại cân xong là cứ xịt nước, xịt cái vòi nước á, và đẩy cái phân đi, và lúc đó chúng ta chỉ bằng lấy giẻ lau chúng ta lau lại là cân sẽ khô và sẽ sạch. À, như vậy cái cân này nó sẽ thân thiện và mình bảo quản được lâu hơn, nó bền hơn. À, và cái tiêu chí cái nữa đó, bàn cân nó phải thấp. Anh chị mà mỗi lần nhấc cái lồng cân lên để cân đồng hồ á, nó cao khoảng chừng 40 cm, nó nặng lắm, nó đau lưng lắm. Mà khi mà đã mua cân điện tử để cân heo thì phải chọn cái tốt hơn chứ, nghĩa là mình phải chọn cái cân nào đó có bàn cân thấp thấp dưới đất thôi, mình chỉ cần nhích nhẹ cái lồng heo một cái là đẩy lên được cái bàn cân mà chúng ta cân thôi. Như vậy là chúng ta đỡ tốn sức lao động hơn, đỡ đau lưng hơn. Đó là chi tiết thứ ba anh chị ha. Cái chi tiết thứ tư đó là cái cân này phải có bánh xe di chuyển. Vì cái cân để cân được cái con heo nái nó phải
trên 300 kg, có nghĩa là sức tải của cân của cái những cái dòng cân điện tử này thường thường nó là mức cản mức maximum nó là 500 kg, thì bản thân cái cân nó nặng lắm, nó nặng nó mới chịu được, nó mới cân được cái trọng lượng 500 kg chứ. Như vậy thì bưng bê nó rất là khó khăn, mà trong trại á, từ chỗ nhà mà đưa đến vị trí cân á, thì thường thường nó không có gần tí nào hết, cho nên là cái cân điện tử nếu có bánh xe di chuyển thì nó quá tiện. Chốt lại là để có một cái cân điện tử mà chuyên để cân heo, cân lợn á, thì chúng ta có những tiêu chí là cân nó phải chốt số, thứ hai á, là cân nó phải xịt rửa được, chống nước được, thứ ba là bàn cân phải thấp ở dưới, và thứ tư là phải có bánh xe để tiện di chuyển. Thì bây giờ cân tự giao phát gửi đến anh chị một video cân thực tế mà cân tự giao phát đã giao tận nơi ở trại và quan sát cái cảnh mà mọi người đang cân heo và quay video thực tế để gửi đến anh chị đây. Rồi, đầu tiên là mình chỉnh bốn cái chân đế, anh chỉnh cái chân đế giùm em ở dưới đó, cho nó khỏi gập ghềnh á. Nó bị gập ghềnh nó dặn nó ra, cái chỗ nào mà bị thiếu á mình dặn nó ra. Đó chỗ đó anh đó, chỗ đó, đó dặn mình dặn cái chân đế nó ra. Dặn ra. Đúng rồi. Dặn cho cái cân nó năng lên, nó không có bị gập ghềnh nữa. Thì cân nó mới an toàn, nó chính xác. Được chưa? Ok, ngon lành. Rồi bấm phím ta re để âm lòng giùm em với. Ta re. Đúng rồi, nó âm lòng rồi ha. Rồi bây giờ bỏ heo vô cân thôi. Đây anh lại anh coi cái tính năng chốt số nè. Nó ổn định là nó chốt số cho nó không có nhảy nữa. Đây đây. Nó chốt nó tự động chốt luôn, ổn định nó tự động chốt à. Con heo nó nhảy nó cũng không nhảy số nó đâu. Ví dụ về nè. Nè. 86 kg 4 đó nó ổn rồi đó, đó không bây giờ nó chốt rồi đó. Đó chốt luôn rồi đó, đâu nhảy đâu. Không có nhảy Lamada nữa. Vậy dạ đúng rồi, vậy mới gọi là cân heo. Chứ còn nó tài nhiệt nó tính khó. Dạ đúng rồi. Đây anh coi kỹ thêm lần nữa nè, nó chốt cái kịch cho anh coi. Nãy con kia nó nè. Chốt kịch đó không? Chốt liền không? 16. Biết bên đây nè, kéo qua. Rồi, bước kéo giờ, kéo giờ, bước qua anh đó. Rồi, ok. 102 kg. Như vậy là anh chị vừa xem một video clip cân thực tế cân heo anh chị ha. Thì bây giờ anh chị cùng kênh điện tử Gia Phát cùng kiểm nghiệm lại nè. Cái cân hồi nãy nó chốt số, cho nên là nó rất là thuận lợi và người ta không cãi nhau. Cái thứ hai là cân xong là cứ lấy vào nước xịt rửa thoải mái, giúp cân nó sạch sẽ và nó bền. Thứ ba là cái bàn cân nó thấp ở dưới đất anh chị ha, cho nên mình nhích nhẹ cái lòng cân lên, lòng heo lên là mình cân được thoải mái rồi. Cái thứ tư là cân này có bánh xe di chuyển để mình đẩy đi một đến vị trí nào đó là mình cân thôi. Như vậy đó anh chị. Thì nếu như mà anh chị xem xong video clip này mà cảm thấy có cái cân này nó đúng với cái mục đích sử dụng của mình, nó đúng với cái quy mô trại của mình, và mình cảm thấy nó hữu ích, nó cần thiết với mình, thì anh chị có thể mua ngay cái dòng cân này để về cân heo cho gia đình mình anh chị ha. Rồi, và số điện thoại hotline của công ty Gia Phát là 0909 899 833, luôn là số hotline quen thuộc của công ty Gia Phát, và anh chị có thể gọi nhanh đến số hotline này để gặp đến công ty Gia Phát, và công ty Gia Phát sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái dòng cân điện tử chuyên cân heo này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ. Xem xong video này mà anh chị cảm thấy video này nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị những cái thông tin hữu ích về cân điện tử á, thì anh chị đừng quên bấm phím like bên dưới video này anh chị ha. Còn để nhận được nhiều hơn những video clip về hướng dẫn sử dụng, về hướng dẫn sửa cân điện tử á, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này luôn. Còn mà muốn chia sẻ video này với người thân, với bạn bè để cùng tham khảo với nhau, thì anh chị hãy bấm nút share cũng bên dưới video này luôn anh chị nhé. Một lần nữa, kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã tham khảo video này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.